Ra trường thì ráng xin vào chỗ nào làm tốt tốt nha con. Anh ơi, em viết đơn xin việc như thế này đã được chưa ạ? 99 bí kíp phỏng vấn xin việc thành công. Tại sao chúng ta lại hay dùng từ xin việc khi đi tìm việc làm? Bạn đang trao đổi sức lao động với nhà tuyển dụng trong một mối quan hệ hai bên cùng có lợi, thì tại sao phải xin? Trong từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học do giáo sư Hoàng Phê làm chủ biên, thì từ xin trong ngữ cảnh mà tôi đang đề cập đến ở trong bài viết này mang nghĩa là ngỏ ý với người nào đó, mong người ấy cho mình cái gì hoặc đồng ý cho mình làm cái gì. Như vậy thì ta dùng từ xin trong một tâm thế thấp hơn, yếu hơn đối phương và có được thứ mình muốn mà không phải đổi lấy cái gì từ mình. Nên là ta thường hay nói là một cụ già đang xin ăn đằng kia, đứa con đang vòi vĩnh xin tiền mẹ. Nhưng trong trường hợp mà bạn đi tìm kiếm việc làm, về bản chất bạn đang đổi sức lao động, năng lực, thời gian của mình với nhà tuyển dụng để lấy thứ mình muốn là tiền bạc và cơ hội phát triển. Ngược lại thì nhà tuyển dụng sẽ xem xét khả năng của bạn có đáp ứng được yêu cầu mà họ đang cần hay không. Hai bên cùng trao đổi và cuối cùng đạt được thỏa thuận là bản offer hoặc là hợp đồng lao động, sao cho đôi bên cùng có lợi. Nó cũng giống với việc bạn bỏ tiền ra mua một sản phẩm, cả người bán và người mua đều có lợi. Hẳn là bạn sẽ không dùng từ xin trong trường hợp này phải không? Nếu sử dụng từ không đúng thì sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm thế khi tìm việc của bạn. Và tôi rất đồng tình với quan điểm ngôn ngữ sẽ tác động đến tâm trí, sự trải nghiệm, tư duy và cách chúng ta nhìn nhận thế giới này. Khi bạn luôn nghĩ trong đầu là mình đi xin việc, dùng từ xin việc để nói và viết thì vô hình chung bạn đang tự tạo ra cho mình vị thế yếu hơn, phải khép nép, khiến cho người ta thương thì người ta mới cho việc. Thì cũng chả khác gì có người yêu bé nhỏ của bạn, mỗi khi muốn quà đều làm nũng như một con mèo con đang chớp chớp mắt, khiến bạn không thể nào không siêu lòng mà rút hầu bao ra để chiều lòng cô. Bạn mang một tâm thế yếu hơn đi phỏng vấn thì nó sẽ dễ biểu hiện ra ngoài cử chỉ, nét mặt, điệu bộ và lời nói của bạn. Tay chân run run, nói năng thì lắp bắp, lí nhí, hoặc là lúc được hỏi về mức lương mong muốn thì lại không dám bày tỏ nguyện vọng. Để rồi khi nhận mức lương thấp hơn so với năng lực thì lại than vãn và dễ nhảy việc. Và đương nhiên thì những biểu hiện trên rất dễ làm mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng, đặc biệt là khi những vị trí họ cần yêu cầu sự tự tin, chủ động và khả năng giao tiếp tốt, mà hình như thì bây giờ công việc nào cũng đòi hỏi những kỹ năng mềm như thế này. Bạn hãy thử thay đổi cách nghĩ, xem hành trình tìm việc, phỏng vấn là cơ hội để bạn trao đổi giá trị của bản thân với bên sử dụng lao động, tự tin đàm phán với họ về mức lương xứng đáng. Bạn có thể khiêm tốn nhưng không được yếu thế, tự tin nhưng không tự cao, nói năng mạch lạc, diễn đạt ý muốn một cách rõ ràng. Đó là lối tư duy tìm việc, không phải xin việc. Và khi ở vị thế này, bạn nên phỏng vấn ngược lại nhà tuyển dụng. Tại sao cứ phải là nhà tuyển dụng phỏng vấn ứng viên? Bạn hoàn toàn có thể phỏng vấn ngược lại để tìm hiểu về văn hóa, môi trường làm việc và định hướng phát triển của công ty. Tất nhiên thì phỏng vấn chỉ hé lộ một phần nhỏ trong tổng thể của bức tranh lớn, nhưng đôi khi cái phần nhỏ ấy cũng đủ để bạn phán đoán ra được là mình có phù hợp với công ty này hay không. Như thế sẽ tránh được cái tình trạng vào làm rồi thì mới biết là không hợp, rồi lại nhảy việc, làm mất thời gian của hai bên. Vì vậy, khi nhà tuyển dụng hỏi là bạn có câu hỏi gì cho chúng tôi hay không, thì bạn nên tận dụng để phỏng vấn họ. Và để biết mình cần hỏi những gì, bạn hãy xác định xem là mình mong muốn điều gì ở công ty, mục tiêu dài hạn của bản thân để xem là có khớp với định hướng phát triển của công ty hay không. Lúc trước, tôi có ứng tuyển vào vị trí copywriter của một agency. Khi phỏng vấn, tôi chỉ biết trả lời những câu hỏi từ phía nhà tuyển dụng mà không biết cách hỏi ngược lại họ. Để rồi khi được nhận vào làm, tôi mới biết vị trí này đề là copywriter, nhưng thực chất chỉ là viết content trên các fanpage trên Facebook của khách hàng để chạy quảng cáo. Và team content chỉ thuộc bộ phận tối ưu hóa Facebook mà thôi. Ban giám đốc trong tương lai cũng không có ý định tách team content thành bộ phận creative riêng. Nghĩa là làm content ở đây không có cơ hội phát triển cũng như thăng tiến lên một cấp độ cao hơn. Tôi nhận ra là nó không phù hợp với mong muốn và mục tiêu của bản thân, nên đã xin nghỉ sau 2 tháng làm việc. Nếu lúc phỏng vấn tôi hỏi rõ ràng hơn thì đã có thể tìm được nơi phù hợp với mình. Nhưng mất cái này thì được cái kia, nhờ vào làm mà tôi mới biết cách viết content cho một fanpage như thế nào. Và để kết thúc bài này thì tôi xin tóm tắt 2 ý ngắn gọn như sau. Thứ nhất, hãy thay từ xin việc bằng tìm việc, cả trong suy nghĩ lẫn lời nói. Thứ hai là hãy cố gắng phỏng vấn ngược lại nhà tuyển dụng, càng nhiều thì càng tốt.
Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.